quan hòa mười trấn thủ Nghệ An chi huyện Yên Bản làm quan trong đất phủ dày chống đất chỉ trời ương thiêng chống đất ông chỉ trời lược thao mê thôi lược ông dẹp ngoài ngoài chỗ binh nhung
cứ chống hoa chúng con lại nhớ tới người. Long Vân Khánh Hội cùng văn chúng con đón rước quan hoàng mười, quan hoàng mười trong đất Nghệ An bát tề tây thiên chuốc chén rượu đào. Nhất tuần sớ dâng lên cung kính mẫu các o dâng vào là vào, rước quan hoàng mười xây các o dâng vào là mời rước ông hoàng xây. Tay yên chuốc chén rượu đào, nhất sớ mà nhị à dâng lên cung kính mẫu thừa huệ dâng mời là mời rước quan hoàng mười xây. Chúng dâng lên cung kính mẫu, dâng lên tạ mẫu thừa huệ dâng mời là mời rước quan hoàng mười xây các o nâng mời là mời rước quan hoàng mười xây. Một câu hò sự nghị, ông hỏi các kỳ bốn phủ ngồi đây nghe câu hò sự nghị. Giữa các kỳ có thấy mặt nông ra răng một tuần nhang thơm tưởng nhớ người anh hùng hào kiệt, gương xưa lập lâm liệt văn văn võ ai qua, hoàng yêu được tướng dẫn ông bảo vệ sơn hà cho dân con nó ấm, cho nước nhà được bình an. Oh,
lộc, mà nước mô xanh băng không linh không xa, mà không trong thì cũng được mà la lắm, mà không kiếm thì cũng thì đến quan hoàng mười. Khi vô trong thành nội là tới nơi đền mãi mãi vì ơn đức hoàng mười.
còn nhân tâm thương dân. Thu thiên cảm nhận loan xa ngự về đây, tình sông lên hoa khúc cầm